gà cho tôi. Chị Trúc, chị làm gì vậy ạ? Cô còn hỏi tôi à? Hai nhà là hàng xóm với nhau, tại sao lại dở trò ăn cắp như thế à? Đúng là không để trông mặt bắt hình dong được. Nhìn bảnh bao xinh đẹp như thế mà lại đi ăn trộm. Chị ơi, chị hiểu lầm rồi. Chúng tôi không ăn cắp gà nhà chị đâu. Con gà này tôi mới mua ở đầu làng. Chúng tôi ăn mặc lịch sự như vậy, làm sao có thể trèo vào nhà chị để ăn cắp gà được. Thôi đi, đã có chối à? Cả cái làng này chỉ có gà nhà tôi mới bóng mượt như thế này thôi. Các người nếu có thèm ấy thì bảo tôi cho. Chứ tại sao lại làm cái trò bẩn thỉu dơ dáng như thế à? Chị ơi, chúng tôi nói thật mà. Chị đang hiểu lầm chúng tôi. Con gà này chúng tôi mới mua được có 5 phút thôi. Anh ta nói thật chứ? Dạ vâng, anh ấy nói thật ạ. Chị hiểu lầm chúng em rồi. Con gà này bọn em mới mua của bác Hoa. Chị không tin, cứ qua hỏi bác ấy đi. Được rồi, bây giờ tôi ra đấy hỏi nhá. Nếu mà đúng thì tôi sẽ trả lại gà cho các người. Còn nếu mà sai ấy, tôi sẽ không để tình hàng xóm đâu. Cái bà kia sau này tính tình dễ nói chuyện thế không biết. Anh thông cảm nhá. Chị Trúc bắt gà cho nên mới như vậy. Chứ bình thường chị ấy tốt bụng với em lắm. Anh hiểu mà. Ai bị mất đồ mà chẳng như thế. Nhiều lúc anh mất đồ, anh cũng tức giận như thế mà. Chúng ta vào nhà đi. Anh làm cái gì vậy? Bỏ tay tôi ra. Lan Anh, em đừng tưởng dẫn thằng người yêu về làng là anh sẽ buông tha cho em. Đừng có mơ. Anh bị điên rồi, bỏ tay tôi ra. Này, nếu mà em không nghe lời, anh sẽ đi kể chuyện của em cho làng xóm và thằng người yêu bảnh bao của em biết. Đến lúc ý, xem nó có còn yêu em nữa không. Anh bị điên rồi. Con này, tao đã cho mày đi chưa mà mày dám đi à? Mới có mấy năm lên thành phố mà đã không biết nghe lời rồi. Tôi xin anh đấy, anh tha cho tôi, anh bỏ tôi ra đi, tôi xin anh. Mơ à? Đi theo tao. Lan Anh, Lan Anh ơi. Em ở đây, anh ơi. Được lắm, mày cứ chờ đấy. Anh đợi em mãi không thấy em về, cho nên anh đi tìm. Ai đây em? À, đây là anh họ của em ạ. Chào anh. Yêu ai tìm hiểu cho kỹ vào, không nó lừa đấy. Anh ấy nói thế là có ý gì? À, anh ấy đùa thôi. Mình về thôi anh. Anh với em đi mua ít hoa quả đi, xong rồi về nhà, đồ anh nấu xong hết rồi. Lan Anh, ăn cơm mà không mời anh là không phải phép rồi. Em xin lỗi, em tưởng là anh không có nhà. Anh chờ một chút ạ. Anh thông cảm ạ. Anh ăn cơm đi ạ. Anh ăn đi. Em cũng ăn đi. Nhà này ăn cơm không có rượu nhỉ? Anh thông cảm. Anh Nam, anh ấy không uống. Với lại trong nhà của em cũng không có. Dạ, anh ăn tạm anh nhé. Tôi hỏi đùa vậy thôi. Chứ còn cô cậu thì tôi cũng không đánh giá cao. Người thành phố thì mà trông này, ăn mấy cái món như thế này cũng ăn. Đây này. Đó. Anh Dương. Hả? Anh không muốn ăn thì anh đi về. Đừng có mà ở đây giở giọng chê bai như vậy. Này, đừng có mà láo nhá. Tôi là anh họ của cô đấy. Tôi cũng không muốn có một người anh họ như anh. Anh cút về nhà đi. Ở đây không chào đón anh. Đừng có mà không biết trên biết dưới. Nếu không, tôi sẽ nói cho cái thằng yêu bảnh tỏi này của cô biết chuyện cũ đấy. Cút. Cô dám chửi tôi à? Cút ngay. Cút ra khỏi nhà của tôi. Được rồi, chuyện này chưa xong đâu. Cứ chờ đấy. Lan Anh, em bình tĩnh lại đi. Em xin lỗi anh. Đã phải để anh chứng kiến cái cảnh tượng không hay này. Không sao đâu, anh đem đi dạo nhé. Ai à? Khốn này, mày làm cái gì đấy à? Nóng tính thế. Nhưng mà anh thích. Thằng thần kinh này, tránh ra, tao cho một trận bây giờ. Này, dù sao cũng ế, không ai lấy. Về ở với anh chiều em hết mình. Ế.
Ây ủi, làm gì đấy? Làm cái gì à? Làm thịt mày chứ làm cái gì? Tao còn chưa tính sổ mày về cái tội dám ăn trộm gà nhà tao đem đi bán đâu. Còn lê ve trước mặt tao à? Chết này. Lần sau thấy mặt tao được tránh ra nghe chưa? Không tao cho một trận rút ngay gãy cái chân giữa của mày luôn đấy. Này, em ơi, này, nóng tính thế. Chị Trúc, tại sao chị ở đây ạ? Lan Anh, chị định vào trong nhưng mà chị ngại người yêu em quá. Chị xin lỗi vì đã hiểu lầm em và người yêu của em. Tại hôm đấy chị nóng tính quá nên mới xảy ra chuyện như vậy. Em thông cảm cho chị nhá. Không sao đâu chị ạ. Tại vì ngày hôm đó chị bị mất gà cho nên mới cư xử như vậy thôi. Không có gì đâu. Em không giận chị là chị vui rồi. Lan Anh, chị gửi em tiền gà hôm trước nhá. Thật ra con gà đấy là của nhà chị, nhưng mà bị tên Dương ăn trộm rồi đem đi bán, cho nên mới xảy ra chuyện hiểu lầm như vậy. Em nhận đi, không là chị buồn đấy. Dạ vâng, thế thì em nhận chị nhá. Mà em ở nhà cũng phải cẩn thận đấy. Đồ đạc trong nhà, dạo này làng mình nhiều ăn trộm lắm. Chị yên tâm đi, em chỉ về quê dỗ mẹ mấy hôm xong rồi em lên. Với lại lần này về nhà cũng không mang nhiều đồ về, cho nên cũng không lo lắm chị ạ. Ừ, thế thì chị yên tâm rồi. Ôi thôi chết, muộn mất rồi. Thôi, chị phải về nhà đây. Khi khác chị em mình lại nói chuyện sau nhá. Dạ vâng ạ. Anh làm cái gì vậy hả? Này, đợt này tao đang cần tiền. Đưa 100 củ đây. Anh đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Anh nghĩ bây giờ là tôi vẫn còn có thể đưa tiền cho anh đấy hay sao? Ừ thì có thể hay không thể thì không biết. Nhưng mà nếu không đưa thì sau đấy hậu quả thế nào là cô biết rồi đấy. Suốt 5 năm qua tôi đưa cho anh bao nhiêu tiền anh không nhớ gì à? Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày nữa. Tôi sẽ không đưa cho anh một đồng nào đâu. Chuyện đấy tôi đếch quan tâm. Cùng lắm là cả hai cùng chết. Tôi sẽ đi nói chuyện với thằng chồng sắp cưới của cô. Tất cả mọi chuyện. Để xem lúc đấy nó bỏ cô thì cô cũng chẳng thể nào trách tôi được. Được rồi, anh muốn nói thì nói đi. Tôi sẽ không thể nào mà vì chuyện này để cho một cái con đỉa hút máu như anh sẽ phải bám dính với tôi như vậy được. Được, cô đã thách thì cũng đừng có trách tôi. Ừ. Anh nên nhớ tôi không có hiền đâu. Anh mà chọc tôi phát điên lên ý, thì đừng có trách tôi không để yên cho anh đâu. Được lắm, cô cứ chờ đi. Anh, có chuyện gì vậy ạ? À không có gì. Đi đâu đấy? À, em lên thị trấn gửi một số hồ sơ về công ty. Ừ, đi đi. Nhà cửa tôi trông cho. Thế thì em cảm ơn anh nhá. Em phải đi ngay, không thì muộn chuyến xe mất. Đi 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 đi. Thằng ngu. Rồi mày sẽ biết. Hôm nay để xem mày phát kiểu gì. Anh bị điên là bỏ tôi ra. Hôm nay tao phải cho mày biết tay. Anh có còn là con người không vậy? Anh có biết là anh làm như vậy, bố mẹ tôi ở trên trời, bố mẹ tôi nhìn thấy không? Thì sao? Gia đình tao đối xử với chú rất là tốt. Tao chơi đùa với con gái chú một tí thì cũng chẳng sao cả. Mà kể ra thì mày cũng chỉ là một đứa con nuôi. Chú tao ngày xưa mà không nhặt nuôi mày về thì bây giờ không biết mày chết dí ở cái xó xỉnh nào rồi. Không phải là sinh viên đại học rồi kiếm ra nhiều tiền như bây giờ đâu. Tôi kiếm nhiều tiền hay không đó là việc của tôi, không liên quan đến người ngoài như anh. Anh đừng có mà có cái suy nghĩ ích kỷ như vậy. Tao chỉ biết nghĩ đến mình thôi thì làm sao? Chú tao đã mất rồi, bổn phận của mày là cũng phải báo hiếu gia đình tao một chút. Cái loại vong ân bội nghĩa. Anh nằm mơ đi. Tôi có nhiều tiền, tôi thà đi làm từ thiện còn hơn là đưa tiền đấy cho cái loại người khốn nạn như anh. Mày muốn chết hả? Con khốn nạn, con khốn nạn mày. Anh Anh Nam. Em sao vậy? Anh Nam, chúng ta về thành phố đi. Em không muốn sống ở đây nữa. Đàn anh, em bình tĩnh. Bình tĩnh nói cho anh biết chuyện gì. Anh đang ở đây rồi mà. Bây giờ chúng ta về nhà đi. Đi về ngôi nhà của chúng ta ấy. Đi, nhanh lên. Nhưng mà có chuyện gì, em nói cho anh nghe được không? Bây giờ em chỉ muốn về nhà thôi.
Nếu như mà anh không về với em thì em sẽ về một mình. Được rồi, được rồi. Em không muốn ở đây cũng được. Nhưng mà chúng ta ra thuê nhà nghỉ nhá. Cũng sắp đến ngày giỗ của bố mẹ rồi. Bây giờ chúng ta đi ngay thì không phải phép. Anh hứa với em, khi nào giỗ bố mẹ xong, anh sẽ đi em trở lại thành phố nhá. Dạ vâng ạ, anh nhớ lời đi nhá. Được rồi, chúng ta đi thôi. Anh gọi em ra đây là có chuyện gì ạ? Nhìn cậu cũng không đến nỗi nào, thế mà lại có cái sở thích đi ăn lại đồ cũ của người khác. Ý anh là gì? Thì ý ở trên mặt chữ đây. Đồ tôi chơi chán rồi, bỏ đi, cậu lại húp về coi như là báu vật. Anh đừng có nói linh tinh. Nếu không, tôi sẽ không để cho anh yên đâu. Đây không hề nói linh tinh. Con Lan Anh, người yêu của mày, nó không tốt đẹp như mày nghĩ đâu. Nó... Anh thử nói nữa xem. Anh nói xem tôi có cho anh ra bãi không. Bảo sao Lan Anh không thích về quê. Về quê gặp loại người như anh, đến tôi còn chán, nói gì đến người khác. Tốt nhất là anh tránh xa chúng tôi ra, đừng để tôi nhìn thấy anh một lần nữa. Nếu không tôi cho anh một trận đấy. Mày ngu lắm. Tao với nó đã... Tôi đã cảnh cáo với anh bao nhiêu lần rồi, đừng có bao giờ tìm gặp anh ấy nữa. Nếu không tôi tống cổ anh vào tù. Mày... Mày đi thôi. Còn khốn nạn, mày dám à? Em ngồi đi. Anh nghĩ chuyện đã đến nước này rồi thì anh có quyền được biết tất cả mọi chuyện đúng không? Anh thật sự muốn nghe à? Chỉ cần là chuyện liên quan đến em thôi, anh đều muốn biết. Chuyện là... Này. Làm gì đấy? Ra khỏi phòng của em. Này, em học cả ngày mệt rồi, để anh dạy em trò khác vui hơn nhá. Anh làm cái gì đấy? Bỏ em ra đi. Anh mà vớ vẩn ấy, em hét lên bây giờ đấy. Đi ra khỏi phòng của em, đứng lên. Hét đi, hét đi, hét đi. Lan Anh, mau xuống mang đồ cho mẹ với. Mẹ kiếp đèn thế không biết. Cái con bé này đi đâu rồi không biết. Ôi trời ơi. Này, nhớ giữ mồm giữ miệng. Chuyện này nói cho ai biết tay tao, nhớ chưa? Nhớ không được nói cho ai đấy. À, con bé mệt quá, cháu vừa vào xem nó ngủ rồi ạ. Cái con bé này mệt cũng không nói gì với thím. Thím vừa mua hoa quả đấy, mau xuống ăn đi. Vâng ạ. Anh có biết không, khi mà em nói chuyện này với mẹ thì mẹ liền bảo với em là tuyệt đối không được nói cho ai biết, bởi vì mẹ sợ lời dị nghị từ hàng xóm. Nhưng mà em là người bị hại mà, tại sao em phải chịu đựng cái nỗi nhục đấy một mình? Tại sao mẹ phải bắt em chịu đựng một mình chứ? Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã để em phải nhớ đến quá khứ đau buồn đấy. Anh hứa với em, sau khi dỗ bố xong, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại thành phố. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh Băng ơi, anh thư thư cho em thêm mấy hôm, có tiền em giả ngay. Thư thư? Thư thư là 2 tháng của mày. Mày không đóng một đồng tiền lãi nào à? À? Úi dồi, đau thế. Anh, dạo này em đen quá. Trời ván nào thua ván đấy. Nhưng mà anh yên tâm, em có con em họ mới ở thành phố về, em đang tìm cách để xin tiền nó. Mày đen thì bố mày không đỏ đâu. Tao nói cho mày biết trước, liệu mà trả tiền cho tao đi, chứ không căn nhà của mày và cả đôi chân của mày nữa chắc chắn sẽ
sẽ không lành lặn đâu. Dạ vâng, có em trả ngay. À mà phải rồi, mày vừa nói mày có con em họ à? Thế nó có xinh xắn không? Tự nhiên anh hỏi nó làm gì ạ? Con bé lên thành phố học mấy năm rồi, bây giờ về nhìn cũng khác lắm. Mà em khuyên anh là đừng động vào nó, ghê gớm lắm. Tính cách mà ghê gớm thì bố mày lại càng thích. Thôi được rồi, nếu như mày không có tiền cũng được, mày mang con em họ của mày thế vào chỗ của mày. Nếu như nó đồng ý theo tao thì chắc chắn là tao sẽ không để cho mày thiệt đâu. Nhưng mà... Mày không đồng ý cũng không sao, mày cứ cộng cả tiền lãi và tiền gốc rồi tao sẽ tính với mày. Nhá. Ấy, bình tĩnh thôi đại ca. Gái xinh như này không vội thì làm sao được. Bình tĩnh đi mà. Đứng lại. Ấy. Mấy thằng chó này, mày dám đụng vào Lan Anh à? Tránh ra. Chó, mất cả hứng. Ở lại giải quyết hậu quả đi. Mày làm tao thất vọng quá đấy. Đại ca ơi. Đứng lại cho tao. Tao không ngờ ngay cả em họ của mày mà mày còn dám hãm hại nó. Biết. Đồ điên. Lan Anh, tỉnh dậy đi em. Lan Anh. Này, tỉnh dậy. Chị Trúc, thế tại sao em lại ở đây ạ? Không sao là tốt rồi. Chuyện này dài dòng lắm. Về nhà chị sẽ kể cho em nghe sau. Đi thôi. Dạ vâng. Vậy là từ ngày mai chúng ta sẽ về thành phố rồi. Lần này về thành phố, anh hứa sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch nhiều hơn. Anh hứa rồi đấy nhá. Ừ. Lan Anh, cứu anh với Lan Anh. Bỏ. Anh ta bị làm sao vậy ạ? Anh không biết, nhưng mặc kệ anh ta đi. Anh ta làm điều xấu thì phải trả giá thôi. Dạ vâng. Lan Anh. Sao vậy chị? Thôi nào, có chuyện gì từ từ nói. Tên Dương đã bị công an huyện bắt đi rồi vì tội quấy rối rất nhiều người. Từ người đằng trên xóm dưới đều ký vào giấy yêu cầu điều tra và quyết định tội của hắn đấy. Thật thế ạ? Ừ. Mà thôi, bây giờ chị phải đi ký vào giấy yêu cầu đây để cho bắt giam hắn ta lâu hơn nữa. Thế nhá. Dạ vâng ạ. Em đã nghe thư ký của anh nói chuyện với tên Dương rồi. Em cảm ơn anh bởi vì anh đã giúp em thoát khỏi sự đeo bám của tên Dương. Em là vợ sắp cưới của anh. Anh không giúp em thì anh giúp ai? Với lại hắn ta tội lỗi ngập đầu. Anh chỉ điều tra và gửi thông tin cho công an thôi. Tội của hắn chắc chắn sẽ phải ngồi tù dài dài đấy. Vậy là em yên tâm rồi. Anh có biết không, lúc đầu khi mà nói chuyện này với anh, em chỉ lo là anh sẽ không cần em nữa. Em chỉ suy nghĩ linh tinh thôi. Anh yêu em là yêu nhân cách con người của em. Còn chuyện trong quá khứ ấy, đâu phải lỗi của em đâu. Được ở bên cạnh anh, được yêu thương anh là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời của em. Anh Nam, em yêu anh. Anh cũng yêu em nhiều lắm. Anh thật sự là không hiểu vì sao trong đó lại có Lươn. Anh không hiểu tại sao. Hộp quà này là do anh mang đến. Anh lại còn bảo không hiểu tại sao à? Anh đi ra khỏi nhà của em ngay. Em không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa. Lan Anh, em nghe anh giải thích đã. Lan Anh, không giải thích cái gì cả. Anh mau đi về đi. Đừng bao giờ đến đây tìm em nữa. Lan Anh.
Mời vào. Chủ tịch cho gọi em, có chuyện gì không ạ? Cô có gì muốn nói với tôi không? Em không ạ. Vậy cô không định giải thích lý do vì sao tôi nhờ cô đóng một thùng hoa quả nhưng cuối cùng lại biến thành một thùng lươn à? Trong khi tôi đã nói trước với cô rằng thùng hoa quả đó là tôi mang về ra mắt người yêu. Sếp, em xin lỗi sếp ạ. Thật sự là em không cố tình đâu. Bởi vì hai cái thùng đấy để gần nhau cho nên là em mới lấy nhầm ạ. Cô có biết vì cô mà tôi xấu mặt với cả gia đình nhà bạn gái hay không à? Em xin lỗi sếp. Hôm đấy em đã đóng gói rất cẩn thận. Nhưng mà sau khi biết sếp lấy nhầm thì lúc đấy sếp đã đi rồi. Em không kịp gọi lại. Thôi sếp để em gọi cho chị Lan Anh. Em sẽ giải thích cho chị ấy hiểu ạ. Thôi không cần đâu. Việc của tôi để tôi giải quyết. Đi ra ngoài làm việc đi. Dạ vâng ạ. Không biết là cô hẹn tôi ra đây có việc gì không nhỉ? Tôi hẹn cô ra đây là để giải thích chuyện về món quà hôm nọ. Thật ra hôm đấy tôi bận quá, lu bu công việc cho nên là đưa nhầm quà. Bởi vậy mới có chuyện anh Nam đưa nhầm quà cho cô đấy. Nếu như mà cô gọi tôi ra đây chỉ để nói chuyện này thì cô yên tâm đi. Tôi có phán đoán riêng của mình và cô cũng không cần phải bận tâm đến chuyện này nữa đâu. Mà gia đình của cô cũng kén cá chọn canh phết nhỉ? Cô nói vậy là sao? Thì dù sao, xuất thân của cô, gia đình cô cũng là người ở quê. Nếu thấy món quà là lươn ý, thì cứ nhận đại đi. Còn tỏ ra vẻ yếu đuối làm cái gì? Để anh Nam chửi tôi một trận. Nếu như mà cô đã biết mình làm sai, thì đáng lẽ ra cô phải chịu trách nhiệm trước lỗi sai của mình. Chứ không phải là cô ngồi đây, cô đổ lỗi cho người khác như vậy. Còn nếu như mà cô cảm thấy không hài lòng về cái việc mà anh Nam giao phó cho cô, thì tôi có thể nói chuyện với anh Nam, sắp xếp cho cô một công việc khác. Cô đừng hiểu nhầm, tôi không có ý đấy. Cô hiểu là tốt rồi. Thôi, tôi xin phép, tôi phải đi về đi ạ. Hôm nay là ngày gì mà anh lại tặng quà cho em? Hôm nay không phải ngày gì cả. Chỉ là anh muốn tặng em một món quà để xin lỗi em. Chuyện anh đã làm anh Bắc không vui trong lần đầu ra mắt thôi. Lan Anh, anh biết lỗi của mình. Nên ngày hôm nay anh cũng đã tự tay đóng gói quà và nhờ công ty vận chuyển họ chuyển về tận quê rồi. Anh cũng đã gọi điện trực tiếp để tạ lỗi với anh Bắc. Em đừng giận anh nữa nhé. Thật ra là em cũng chẳng giận anh đâu. Nhưng mà em chỉ sợ anh Bắc không vui, không hài lòng với anh. Đến lúc đó mình lại khó nói chuyện với nhau thôi. Thời gian tới anh sẽ sắp xếp công việc. Khi nào ổn định rồi thì anh sẽ đích thân về tận nơi để tạ lỗi với anh trai của em. Em đừng lo lắng quá nhé. Lúc đấy em sẽ đi cùng với anh nhé. Tất cả trông cậy hết cả vào em đấy. Mà đi vào nhà đi, cứ đứng ở ngoài nói chuyện thế này à? Cảm ơn cô. Mà cô Lan Anh này, cô tới đây có việc gì chứ? Tôi đến tìm anh Nam có một chút chuyện thôi. Anh Nam ấy, anh ấy bận trăm công nghìn việc. Nếu như mà cô không có chuyện gì quan trọng ấy, thì đừng có tới tìm anh Nam. Tôi đến tìm anh Nam, đó là việc của tôi. Chúng tôi là người yêu của nhau, đến tìm nhau thì có gì đâu nhở? Với lại việc của tôi và anh ấy, tại sao phải báo cáo với cô? Nếu như mà anh ấy nói thì tôi còn nghe. Đằng này cô lấy quyền gì mà cô cấm cản tôi? Tôi cũng chỉ là muốn tốt cho công ty này thôi. Bởi vì những người trong công ty khi mà thấy cô ấy thì tâm trạng lại không vui, không làm được việc. Thế như là cô quên mất rằng mình chỉ là thư ký chứ không phải là chủ tịch công ty. Cô đừng có mà lên mặt dạy dỗ tôi. Bởi vì tôi biết việc của mình làm là đúng hay sai. Bởi vì tôi biết việc mình làm là đúng hay sai. Cô làm gì vậy? Cô, tôi đã giải thích với cô là chuyện mang quà hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi mà. Sao cô lại tát nước vào người tôi? Có chuyện gì vậy? Anh Nam, em đang giải thích với cô ấy là chuyện đưa quà hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi. Thế mà cô lại tát nước vào người em.
mà anh cũng không phải trách cô ấy đâu. Tất cả cũng là lỗi của em. Tôi biết rồi. Cô đi ra ngoài thay quần áo đi. Để ướt thế này không hay đâu. Dạ, em xin phép đi trước ạ. Nhưng mà rõ ràng em không tạt nước vào người cô ta mà. Anh biết mà. Em sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy đâu. Mà anh xong việc chưa? Anh xong việc rồi, chúng ta đi thôi. Chị Lan Anh lại đến tìm sếp đấy ạ. Đâu mà kiêu căng thế không biết. Cô có nhầm không đây? Chị Lan Anh thân thiện với mọi người lắm cơ mà. Các người chỉ bị cô ta lừa thôi. Hôm trước ấy, tôi đưa nhầm túi đồ thôi. Mà cô ta hất cả nước vào người tôi, rồi còn mắng tôi nữa đấy. Chị đừng có nói linh tinh. Chị Lan Anh chị không như thế đâu. Sao mà mọi người cứ bênh vực cô ta thế? Cô ta cũng chỉ là cậy là người yêu của sếp, rồi vênh váo lên mặt thôi. Đấy là cô vừa vào công ty, cô không biết. Ngày xưa, sếp với người yêu cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, gây dựng được công ty như này đấy. Tôi thấy cô ta có chức vụ gì ở công ty đâu. Chẳng qua, bây giờ công ty có một chút thành tựu, cho nên là chị Lan Anh mới đi ra ngoài mở cửa hàng để kinh doanh thêm ấy chứ. Các người cứ nâng cao quan điểm. Tôi thấy cô ta chẳng có gì đặc biệt cả. Thôi, tôi không nói chuyện với cô nữa. Tôi vào công ty đây. Toàn một lũ nịnh hót. Anh làm sao vậy? Công việc ở trên công ty mệt mỏi lắm à? Thời gian vừa rồi bận quá, cho nên anh không có thời gian để ở bên cạnh em. Anh thấy nhớ em quá. Nếu như mà cảm thấy bận quá hay là mệt mỏi thì cứ bảo với em. Em sẽ đến công ty của anh giúp anh nhé. Không cần đâu. Sắp tới xong dự án rồi, anh cũng sẽ đỡ hơn. Anh chỉ mong em được làm công việc mà mình thích thôi. Nhưng mà nếu như mà anh cảm thấy mệt mỏi thì nhớ phải bảo với em ngay đi nhá. Không sao đâu. Anh chỉ cần được ở bên cạnh em thôi thì anh đã có đủ sức khỏe để làm tất cả mọi chuyện rồi. Chỉ được cái dẻo miệng thôi. Sếp xem giúp em vài tài liệu này với ạ. Cứ để đó, lát tôi xem. Giám đốc nhờ em nói với sếp là tối nay sếp có buổi gặp gỡ đối với khách hàng sắp ký kết hợp đồng ạ. Buổi tiệc đó không đẩy đi được à? Dạ không ạ, bởi vì khách hàng này là đối tượng mà công ty mình đang muốn ký kết hợp đồng đấy ạ. Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi. Em xin phép ạ. Em à, ngày hôm nay anh có một buổi tiệc đột xuất, cho nên anh không về đi ăn cùng em được. Vậy để hôm khác chúng ta đi sau vậy ạ. Anh đang bị đau dạ dày nên là uống ít rượu thôi đi nhá. Anh biết rồi. Anh sẽ về sớm với em. Anh làm đi ạ. Em ở nhà đợi anh. Tạm biệt em. Sếp ơi. Tôi và cô dù sao cũng không cùng đường. Tôi về trước đây. Cô tự bắt xe về sau nhá. Sếp khoan đã ạ. Sao? Có chuyện gì vậy? Ở công ty vẫn có một số văn kiện cần anh ký gấp, cho nên anh qua đây ký giúp em để em bàn giao cho giám đốc nhé. Thì đi nhanh lên, tôi còn phải về nhà nữa. Vâng ạ. Tại sao muộn thế này rồi mà anh ấy vẫn chưa về nhỉ? Anh à, tại sao muộn thế này rồi mà anh vẫn chưa về? Cô Lan Anh đấy à? Tại sao cô lại cầm máy của anh Nam? Mau đưa máy cho anh Nam cho tôi. Anh Nam đang đi tắm nên không thể nghe điện thoại của cô được. Cô... Lát nữa, tôi với anh Nam còn có chuyện riêng tư phải làm với nhau. Cho nên cô đừng có gọi điện làm phiền anh ấy nữa. Là một người phụ nữ của gia đình ấy, thì nên biết điều, nghe chưa? Đây không phải là việc của cô. Cô định đấu trí với tôi à? Còn non và xanh lắm. Cô Trúc, tại sao cô lại lấy điện thoại của tôi? Lại còn ăn nói linh tinh như vậy hả? Anh Nam,
Em thích anh. Anh... Cô đừng nói linh tinh nữa. Cô biết thừa tôi là người đã có người yêu rồi. Vậy mà còn nói những lời vô lý như thế à? Em biết là anh đã có người yêu rồi, nhưng em không cần danh phận. Anh có thể chấp nhận cho em một cơ hội được không? Lâu lâu anh nhớ tới em cũng được mà. Cô điên rồi. Đi về đi. Không. Anh cho em một cơ hội đi. Em xin anh đấy. Em sẽ không nói cho Lan Anh biết đâu. Cô không có tư cách nhắc đến Lan Anh. Lần trước tôi vì nể tình anh trai của cô cho nên mới nhận cô vào đây làm việc. Nhưng bây giờ cô đã chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Ngày mai cô hãy thu dọn đồ đạc rồi nghỉ việc đi. Công ty của tôi không chứa chấp những người kém đạo đức như cô. Anh Nam, em biết em sai rồi. Anh cho em một cơ hội sửa sai đi. Em sẽ không làm như thế nữa đâu. Lan Anh, anh đã về rồi à? Lan Anh ơi, em đừng nghe cô ta nói linh tinh. Anh ngồi xuống đây. Có chuyện gì em bình tĩnh kể lại đi. Ngày hôm nay sau khi anh bàn công việc với đối tác xong thì anh đã định đi về rồi. Nhưng cô ta gọi cho anh, nói rằng có văn kiện cần ký gấp, cho nên anh mới quay lại công ty. Lúc em gọi điện cho anh là lúc đó anh đang đi rửa tay. Anh không nghĩ là cô ta lại có thể nghe máy và nói những lời linh tinh như vậy. Lan Anh, em phải tin anh. Anh chưa bao giờ có suy nghĩ đó đâu. Anh chỉ có một mình em thôi. Em tin tưởng anh mà. Chẳng qua là em sợ anh đi đêm hôm về anh gặp nguy hiểm thôi. Anh đã cho cô ta nghỉ việc rồi. Trong công ty không thể nào chấp nhận một nhân viên như thế. Còn cái chuyện của cô ấy, anh cứ xem xét rồi tính toán nhé. Anh biết rồi. Lần này em tin tưởng anh, nhưng mà lần sau anh phải tuyệt đối cẩn thận. Bởi vì em cũng không muốn mỗi lần gọi điện cho anh lại có một người con gái khác nghe máy đâu. Anh biết rồi, em yên tâm. Chắc chắn không có lần sau đâu. Mà em còn nấu canh giải rượu cho anh đấy. Anh vào trong uống rồi nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt. Anh nhớ rồi. Anh biết là chỉ có em mới là người tốt nhất với anh thôi. Đợi anh một lát, anh vào uống xong anh ra luôn nhé. Anh đi đi. Cô tới đây làm gì? Tới đây để cười nhạo tôi à? Tôi chỉ muốn đến đây và nói với cô một câu thôi. Làm người ấy, thì nên biết vị trí của mình ở đâu. Đừng có ham muốn những thứ không thuộc về mình. Kẻo sau này mất cả chì lẫn chài. Lúc đấy hối hận không kịp đâu. Tôi không cần cô dạy đời. Thật ra là cô có nghe hay không ấy, thì đó là việc của cô. Nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến tôi cả. Tôi hy vọng là từ nay về sau, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Kiếp. Anh ơi, tụi em về rồi ạ. Về rồi à? Về rồi thì ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Dạ thưa anh, hôm nay em có chút quà biếu anh, mong anh nhận giúp em ạ. Trong này có phải là đàn lươn giống hôm trước không đây? Anh cứ chơi với anh ấy rồi. Dạ không phải đâu anh ạ. Quà này là đích thân em chọn, cho nên sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm trước đâu. À, lần trước là do em bất cẩn quá nên mới xảy ra trường hợp như vậy. Em xin lỗi anh ạ. Anh chỉ trêu em thôi. Với lại lần trước em đã gọi điện xin lỗi anh còn gì. Dạ vâng ạ. À, anh Bắc, có chuyện gì thế? À, dạ, chả là em với Lan Anh cũng đã yêu nhau 6 năm rồi. Ngày hôm nay em về đây là muốn xin phép anh cho em với Lan Anh cuối năm nay tổ chức đám cưới và về chung một nhà. Hai đứa đã suy nghĩ kỹ chưa? Cưới xin là chuyện cả đời, không thể nói đùa được. Hơn nữa, hai đứa đã muốn đến với nhau thì phải tâm đồng ý hợp cùng nhau, chứ không được vài bữa về lại hỉ cưới. Anh, bọn em có như thế đâu ạ? Dạ đúng đấy anh ạ. Em và Lan Anh luôn tin tưởng và yêu thương nhau. Lan Anh luôn là động lực để em cố gắng trong công việc, để sau này có thể cho cô ấy một cuộc sống tốt nhất. Em hứa với anh, em sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho Lan Anh suốt cuộc đời này.
Nghe được những lời này của em, anh cũng thấy yên tâm. Thực ra Lan Anh nhà anh được chiều chuộng từ bé, nên là tính khí của nó cũng hơi bất ổn. Mong là nếu như lấy em thì em về em sẽ bao dung cho con bé nhé. Dạ chắc chắn là như vậy rồi ạ. Vậy thì hai đứa cứ chuẩn bị đi. Nếu như có khó khăn gì thì bảo anh sẽ giúp đỡ hai đứa. Dạ em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Vậy nhá, hai đứa ngồi chơi đi, để anh vào trong anh nấu cơm. À anh này, anh nhớ nấu món sườn xào chua ngọt nhá. Lâu lắm rồi em chưa được ăn cơm anh nấu đấy. Em ấy, chỉ suốt ngày ăn thôi. Được rồi, anh đi nấu ngay đây. Dạ vâng. Cũng may là anh bác đồng ý đấy ạ. Vừa rồi anh ấy nói là em sẽ hết hồn. Em ấy, cứ thần hồn nát thần tính thôi. Cuối cùng thì anh cũng được đường đường chính chính nắm tay em đi ngoài đường mà không sợ ai bàn tán. Thế mà có người suýt chút nữa thì bị dụ rồi đấy. Là cô ta dụ dỗ anh mà. Nhưng anh không đồng ý và anh đã quay trở về nhà với em. Em biết rồi mà, anh chỉ đùa anh thôi. Em lúc nào cũng chỉ bắt nạt anh ấy. Ai mà thèm bắt nạt anh chứ. Này. Giỏi thì chạy nữa đi. Không chạy nữa. Vậy là bây giờ chúng ta sắp bước vào cuộc sống hôn nhân rồi đấy. Đúng vậy. Anh đã mong chờ giây phút này từ lâu lắm rồi. Từng giờ, từng phút, từng giây, anh luôn mong được ở bên cạnh em, che chở cho em, cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Em chỉ hy vọng là từ nay về sau, cho dù gặp bất kỳ chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn luôn đồng hành cùng với nhau. Chắc chắn là như vậy rồi. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn sẽ luôn ở bên em. Em cảm ơn anh, bởi vì lúc nào cũng luôn bên cạnh và chăm sóc, bảo vệ cho em. Mặc dù tính tình của anh cũng khó ưa, cũng hơi khó tính một chút. Nhưng mà em cảm thấy may mắn khi có anh đấy. Vậy thì cô vợ bé nhỏ của anh phải chiếu cố cho anh nhiều hơn nhá. Chắc chắn là như vậy rồi.